Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa ban hành bản kết luận điều tra bổ sung vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bộ Công thương và các tỉnh thành phố. Tháng 5 năm 2024, cơ quan điều tra đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án nhưng sau đó, tháng 7 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp tạm giam đối với 9 bị can bị khởi tố trước đó gồm Phan Văn Sang, Hoàng Quốc Vượng, Phương Hoàng Kim, Trịnh Văn Đoàn, Trần Quốc Hùng. Thời hạn tạm giam là 1 tháng 28 ngày, kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2024 đến ngày 8 tháng 9 năm 2024. Trong bản kết luận điều tra ban đầu, 9 bị can này bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo kết quả điều tra, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và bị can Phương Hoàng Kim, cựu cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Bộ Công Thương, đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong việc Bộ Công Thương tham mưu cho Thủ tướng thực hiện quy định về diện đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách giá điện ưu đãi. Hành vi phạm tội của hai bị can gây thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, số tiền là 937 tỷ đồng. Cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã nộp 1,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả và được ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ gồm: Bộ Công thương có văn bản ghi nhận đóng góp, cống hiến, đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm, thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, có nhiều thành tích trong công tác. Cùng tội danh trên, cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố 7 bị can khác gồm: Trịnh Văn Đoàn, Trần Quốc Hùng, Nguyễn Danh Sơn, Nguyễn Hữu Khải, Đỗ Ngọc Tuyền, Trương Hoàng Dũng, Phan Văn Sang. Các bị can này có hành vi sai phạm khi cục điều tiết điện lực Bộ Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực, công ty mua bán điện công nhận, ngày vận hành thương mại, cục thuế tỉnh Bình Phước hoàn thuế giá trị gia tăng cho công ty cổ phần năng lượng Lộc Ninh 3. Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan điều tra khởi tố thêm 3 bị can ở cục thuế tỉnh Bình Phước gồm Nguyễn Duy Khánh, cựu cục phó, Trần Văn Định, cục trưởng phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Phạm Quang Vinh, phó phòng thanh tra kiểm tra một. Cơ quan điều tra làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong hoàn cảnh cho công ty Lộc Ninh 3 của nhóm bị can này. Cơ quan điều tra kết luận các bị can Khánh, Định Vinh không thực hiện đầy đủ không đúng nhiệm vụ được giao, dẫn đến không phát hiện hồ sơ hoàn thuế của dự án nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3, không đảm bảo thủ tục pháp lý và đề nghị truy tố họ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng cơ quan điều tra xác định việc cục thuế tỉnh Bình Phước cho công ty Lộc Ninh Ba hoàn thuế là trái quy định của pháp luật về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư gây thiệt hại ngân sách 145 tỷ đồng. Mới đây, Hội đồng xét xử Toán Nhân dân thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối tượng Trương Thị Hương, được biết đến là cô đồng bổ cao đúng nhận sai cái với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 2 điều 174 của Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hương liên tục kêu oan, xin tòa trả lại trong sạch. Bị cáo nói mình không vụ lợi, không sử dụng tiền của người tới xem bói. Dù nhiều người đã chuyển khoản để trả công xem bói, giải hạn cho bị cáo Hương, nhưng cô đồng này khai trước tòa là không nhớ số tài khoản ngân hàng của mình. Khi chủ tọa hỏi việc nhận 180 triệu đồng của bị hại Trần Thế Xuân, sinh năm 1990, trú tại đường Dư Hàng, quận lê trân thành phố hải phòng để cùng giúp họ bán nhà là như thế nào cô đồng hương thản nhiên chối trách nhiệm bị cáo nói không dùng tiền đó không hề tiêu cho cá nhân mà để đi cúng giúp cho anh xuân bị cáo không bắt buộc hay mời chào ai cả mà chính người xem bói tự nguyện và nhờ giúp bị cáo nhận tiền cũng chỉ để tạo phúc giúp đỡ họ không vì động cơ cá nhân Nói đến đây, cô đồng bổ cao òa khóc nức nở, đồng thời kêu oan mong muốn hội đồng xét xử công tâm soi sáng trả lại tự do, danh dự cho bị cáo vì bị cáo không có tội. Cô đồng chỉ hết khóc khi chủ tọa công bố nội dung bản ghi âm do anh Xuân cung cấp cho cơ quan điều tra. Trong đó, thể hiện rõ việc bị cáo đã hứa chắc chắn sau khi anh Xuân đưa tiền cúng giải hạn thì sẽ bán được nhà, thậm chí bán được giá cao. Theo cáo trạng, đầu năm 2022, Trương Thị Hương xây điện tại nhà ở khu dân cư Nam Hà, phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để hoạt động xem bói, lợi dụng sự mê tín của người dân để lấy tiền. Cụ thể ngày 6 tháng 12 năm 2022, anh Trần Thế Xuân Hải Phòng đến nhà Hương để xem bói, xem phong thủy và những khó khăn trong cuộc sống, xem có bán được nhà không. Hương nói với anh Xuân là nhà anh đang bị ỉa bùa Trước cửa nhà có ma quỷ quấy phá, gia đình có vận hạn, muốn giải vận hạn và bán được nhà thì phải làm lễ, chi phí hết 270 triệu đồng. Anh Xuân nói không lo được số tiền đó thì Hương giảm xuống còn 180 triệu đồng. Hương còn nói đến ngày 28 tháng 12 năm 2022 anh sẽ bán được nhà, nếu nói sai thì cô đồng này bị mù mồm. Nghe Hương hứa như vậy, anh Xuân tin tưởng và đồng ý giao tiền. Tuy nhiên sau khi làm lễ, vợ chồng anh Xuân chờ đến hết tháng 12 vẫn không bán được nhà, công việc không thuận lợi. Trước đó, vào khoảng tháng 2 năm 2022, vợ chồng anh Phạm Sơn Tùng, trú tại Lưu Thượng 1, Hiệp An, thị xã Kinh Môn, đến nhà Hương để xem bói. Hương nói bố đẻ anh Tùng có hạn nặng, cần phải làm lễ dân sao giải hạn, di cung đổi mệnh, nếu không sẽ gặp hạn, tiền của ra đi hết. Để làm lễ, Hương nhận của vợ chồng anh Tùng là 22,5 triệu đồng qua hình thức chuyển khoản. Đến ngày 20 tháng 2 năm 2022, Hương làm lễ cho anh Tùng tại điện nhà Hương. Tối ngày 21 tháng 2 năm 2022, anh Tùng đến nhà Hương và kết nối điện thoại với bà Trịnh Thị Hiền, sinh năm 1970 ở tỉnh Hà Nam, là mẹ vợ anh Tùng. Lúc này, Hương phán bà Hiền kinh doanh bất động sản tương lai sẽ mua nhiều đất, hướng nhà không tốt, người con thứ hai có duyên âm nên chưa lấy được chồng, muốn lấy chồng thì phải cắt duyên âm và gửi cho Hương một chiếc áo để làm lễ. Tổng chi phí làm lễ Hương yêu cầu anh Tùng đưa 40 triệu đồng và bà Hiền hết 80 triệu đồng. Anh Tùng không đồng ý thì Hương yêu cầu phải trả tiền để Hương thanh toán cho người phục vụ làm lễ. Anh Tùng đã chuyển khoản cho Hương số tiền 40 triệu đồng, sau đó anh Tùng gọi điện thông báo cho bà Hiền số tiền phải trả cho Hương thì bà Hiền không đồng ý. Sau khi làm lễ, anh Tùng thấy cuộc sống và công việc vẫn gặp khó khăn như trước, thậm chí bố đẻ của anh còn bị tai biến. Ngày 13 tháng 2 năm 2023, anh Tùng làm đơn trình báo gửi công an thị xã Kinh Môn. Trước đó cũng vào ngày 12 tháng 2 năm 2023, anh Xuân có đơn tố giác cô Đồng Hương đến Công an thị xã Kinh Môn, đồng thời giao nộp một USB chứa file ghi âm nội dung liên quan. Sau đó, Hương bị khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong phiên tòa ngày 11 tháng 9 mới đây, chủ tọa phiên tòa cho rằng vụ án có nhiều tình tiết phức tạp nên cần có thời gian nghị án, việc tuyên án sẽ được thực hiện vào sáng ngày hôm sau. Mới đây, công an huyện Gia Lâm đã thông tin về danh tính hai đối tượng gồm: Lương Văn Tùng sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh và Trần Văn Hưởng sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh. Cả hai đối tượng bị bắt vào ngày 8 tháng 9 lần lượt trong buổi sáng và chiều ngay trong thời gian cao điểm của bão số 3. Lực lượng công an huyện Gia Lâm đã khống chế và bắt giữ thành công hai đối tượng truy nã. Theo tài liệu điều tra ngày 21 tháng 7 năm 2022, Nhóm của Tùng và Hưởng xảy ra mâu thuẫn với nhóm đối tượng khác, dẫn tới việc gây thương tích cho đối thủ. Sau vụ việc, Hưởng và Tùng trốn khỏi nơi cư trú. Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 8 tháng 4 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, sau nhiều lần triệu tập, đối tượng Tùng và Hưởng đều không có mặt. Ngày 31 tháng 8 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với hai bị can này. Qua trinh sát, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Gia Lâm nắm được hai kẻ trốn truy nã di chuyển liên tục qua nhiều tỉnh thành, gần như không liên lạc với gia đình mà chỉ kết nối với đám anh em xã hội qua mạng xã hội. Thời gian gần đây, cặp đôi mò về địa phận huyện Thuận Thành, Bắc Ninh xây dựng kế hoạch đấu tranh ngày 8 tháng 9, lần lượt trong buổi sáng và chiều, lực lượng công an huyện Gia Lâm đã bắt giữ thành công hai đối tượng truy nã. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Gia Lâm đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định. Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với bà Trần Thị 17, 48 tuổi, cựu Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương. Bị can 7 bị khởi tố để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trước đây, bảy công tác tại Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương và giữ chức phó chủ tịch. Thời điểm thực hiện hành vi lừa đảo, bảy đang là phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương. Đến năm 2020, khi đang bị điều tra, bảy được giải quyết nghỉ việc theo nguyện vọng. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2015, bà Bảy và bà Nguyễn Thị Tâm, 57 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, có mối quan hệ quen biết. Do cần tiền, bà Bảy đã nhiều lần vay tiền của bà Tâm và một số người khác. Để có thể vay được số tiền lớn hơn, bà Bảy đã lên kế hoạch lừa đảo. Cụ thể, thông qua mối quan hệ, bà Bảy biết ông T. V. Quy sinh năm 1967, ngụ thành phố Thủ Dầu Một, có nhu cầu bán hai nền đất tại thị xã Bến Cát, nên đã đề nghị ông Quy đưa thông tin để tìm người mua. Vào thời điểm này, bà Bảy đang làm phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương, nên ông Quy tin tưởng và giao cho bà Bảy mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính để đi photo. Tuy nhiên, bà Bảy không mang đi photo mà liên hệ với một người trên mạng xã hội không rõ lai like lịch và cung cấp thông tin cho người này nhờ làm giả hai cuốn sổ đỏ với giá 1 triệu đồng. Sau đó, bà Bảy nhận trực tiếp hai sổ đỏ và giao tiền tại thành phố Hồ Chí Minh. Để vay tiền của bà T, bà Bảy tiếp tục làm giả hợp đồng ủy quyền và hợp đồng mua bán đất để bà T tin tưởng cho vay 520 triệu đồng với lý do đang cần tiền mua hai mảnh đất của ông Quy. Bà Tâm yêu cầu bà Bảy chứng minh việc đang mua hai thửa đất trên, nên khi có sổ đỏ giả của ông Quy trong tay, bà Bảy đã tự ý làm giả các hợp đồng mua bán, ủy quyền tài sản của người khác sang cho mình. Sau khi có những giấy tờ giả, bà Bảy mang đến thế chấp cho bà Tâm để vay nhiều lần với tổng số tiền 1,45 tỷ đồng. Có tiền, bà Bảy dùng vào mục đích cá nhân và trả nợ dẫn đến mất khả năng chi trả. Bà Tâm đã nhiều lần liên hệ đòi tiền nhưng bà Bảy đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Biết bản thân bị lừa, bà Tâm đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định hành vi phạm tội của bà Bảy và khởi tố vụ án để điều tra. Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1993, ngụ quận Bình Thạnh, về tội chống người thi hành công vụ. Theo nội dung vụ việc, vào lúc 21 giờ 07 phút tối ngày 28 tháng 8 năm 2024, Tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 1 tiến hành kiểm tra nồng độ cồn tại trước nhà số 181 Hoàng Sa, phường Tân Định, quận 1 theo kế hoạch của công an quận 1. Đồng chí Nguyễn Tấn Huy, Lê Đức Trọng cùng công tác tại đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 1 được phân công nhiệm vụ dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn đối với các phương tiện lưu thông trên đường. Vào thời điểm trên, hai đồng chí Huy và Trọng phát hiện nam thanh niên Nguyễn Minh Tuấn điều khiển xe Honda SH màu trắng, biển số 59P3260.52 lưu thông trên đường có biểu hiện đã sử dụng rượu bia nên ra tín hiệu dừng xe. Quá trình kiểm tra Tuấn bất ngờ tăng ga bỏ chạy, làm đồng chí Trọng bị kéo lê một đoạn khoảng 7m khiến anh bị chấn thương cánh tay trái. Làm việc với cán bộ điều tra, Tuấn không xuất trình được bằng lái xe. Tuấn khai trước đây từng bị công an xử phạt hành chính về hành vi điều khiển xe mô tô, xe máy mà trong hơi thở có nồng độ cồn và đã bị tước bằng lái xe. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở của Tuấn là 0,570mg trên 1 lít khí thở. Về đồng chí Lê Đức Trọng, sau khi được đồng đội đưa đi cấp cứu, kết quả kiểm tra bị nứt xương cổ tay hiện đã được bó bột và tiếp tục điều trị theo dõi. Mới đây, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Tú, sinh năm 1977, chú phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, về tội môi giới hối lộ theo quy định tại khoản 4 điều 365 Bộ luật hình sự. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyễn Quang Tú là cán bộ văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa đã có hành vi nhận của Nguyễn Đại Nguyên số tiền 43 tỷ đồng để chi cho những người có trách nhiệm quyền hạn nhằm làm nhanh các hồ sơ khai thác cát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, hợp lý hóa thủ tục đất đai để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Nguyên theo hướng có lợi cho Nguyên. Ngoài ra, Tú bị cáo buộc có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, đưa hối lộ, môi giới hối lộ xảy ra trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do bị can Nguyễn Văn Thanh và đồng phạm thực hiện. Đến nay, liên quan đến vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1983, chú đường Nguyễn Hới, thành phố Vũng Tàu để điều tra về hành vi lừa đảo. Cơ quan chức năng cũng đã khởi tố bà Nguyễn Thị Thanh Hương, cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Nguyễn Thị Thu Hà, cán bộ địa chính xây dựng phường 2, thành phố Vũng Tàu, Phạm Thị Kim Loan, nhân viên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bà Rịa, Nguyễn Quang Tú, nhân viên văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Bà Rịa. Nguyễn Thị Tâm, làm việc ở một doanh nghiệp, Nguyễn Văn Tý, nguyên nhân viên hợp đồng phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu. Tất cả người này bị khởi tố về tội môi giới hối lộ. Ở một diễn biến khác ngày 23 tháng 8 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã có văn bản đề nghị ngân hàng Agribank chi nhánh Bà Rịa cung cấp sao kê tài khoản của 62 người nhằm phục vụ công tác điều tra trong vụ án này. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở rộng điều tra theo quy định của pháp luật.